breathing. I'm not sick. Yes, you are. No. Nó đừng có nha đàng hoàng nha chưa. Ôi đây mày rờ trán rồi. Ôi đây mày rờ trán nè. Ồ trời ơi nó nóng thôi tới trán rồi. No, ok vậy không sao con không có bị bệnh. Ok bây giờ con uống giùm cho mẹ cái này để cho mình có sức khỏe. No. Mình uống để mình có sức khỏe xong rồi cái mình dậy mình đi chơi với mẹ mình. Ôi không có sức khỏe sao đi trampoline. Bây giờ mẹ hỏi con có đi trampoline được không? Được không? Thấy chưa? Không đi được là do no. Đi được không? No. Thì đó không đi được là do bệnh đó no. Cái này ngon hơn cái hồi sáng nha. Con coi cái này màu này nè. Cái màu này là nó ngon cay hơn màu đỏ nha no. Rất là dễ uống no. Bây giờ con ngoan con dậy con giùm mẹ cái nha. Con ngồi dậy nè. Bây giờ mẹ vòng vòng con ngồi dậy nha. Không đau. Oh, my children. Ôi cái trứng nóng sôi rồi. Ôi trời nó còn chùi giống người tôi nữa. Ôi trời. Thôi mẹ thương mẹ thương đục đàn đục nọc nè. Thôi trời mẹ thương đục đàn đục nọc. Bây giờ con có đi đâu chơi nổi không? Không đi nổi thấy không là do con quá bệnh đó. Trời ơi nó nóng sôi à. Mà nóng thôi chứ không phải là nóng sốt. Ôi trời trời thương thương. Hết trời. Daddy, can you give me a napkin, please? Okay. Oh, không sao hết, không sao hết. Không, để ba lấy, phải để ba lấy khăn chùi mũi để ba chùi cho nha. Không sao hết. Thương lắm á. Rồi sáng giờ nhìn sáng giờ. Vô lý dễ sợ. Rồi, thì mũi ra. No, oh, mẹ sẽ thương, mẹ thương. Sao? Ngon lắm con trời đất ơi. Ngon ngon không phải. Cái hồi sáng này do thiệt nó dở thiệt. Nhưng mà cái này thì nó ngon. Ê, mẹ bồng con, mẹ bồng mẹ muốn con ngồi mẹ. Ôi mẹ bồng thương mà. Mẹ nói kìa, ủa cái hồi sáng. Cái hồi sáng này trời ơi nó đắng mà nó dở. Mà còn cái này thì nó ngon lắm. Bây giờ con tin mẹ đi. Con không tin mẹ hả? You don't trust me, chạy đi. À, bây giờ ôm mẹ để mẹ ôm đi. Mẹ ôm mẹ thương đi. Ôi con lặng nè. Ok ok rồi mẹ đắp vô nha. Hồi sáng này là chay có uống một cái màu đỏ. Trời ơi nó đắng dữ lắm cô chú. Và cái này nè. Cái này là nó màu trắng. Xong rồi chay uống. Xong rồi chay uống nước vô. Ôi cha ơi nó ngon lắm. Mẹ bây giờ mẹ nói thiệt này nè. Rồi con thử đi. Con thử đi. Thử đi. Thấy giờ con thấy mẹ nói chưa? Thấy giờ con thấy mẹ nói chưa? Đúng giờ con thấy mẹ nói đúng chưa? Rồi rồi uống nước vô. Uống nước vô. Rồi đúng y chang. Ôi xin lỗi. Ôi trời. Ôi xin lỗi. Chắc gì vậy con? Bởi vậy mẹ nói cho con nghe nè. Bởi vậy lúc nào con cũng phải rửa tay cho sạch nè. Con không được cắn móng tay. Cái bệnh này nè là do con cắn móng tay đây nè. Con đụng vô một cái vật gì đó có vi khuẩn. Xong rồi cái con bỏ vô cái tay con cắn. Con cắn cái con ăn cái con vi khuẩn đó bây giờ nó làm con bệnh đó. Cắn móng tay là bây giờ. Ôi trời. Đúng rồi mẹ nói đúng rồi nên là con. Mẹ nói trúng tim đen của con rồi đó. Nó cắn cái móng tay nó cùi luôn cô chú ơi. Bây giờ nó cùi luôn rồi. Nó cục ngủng cục ngơ còn nữa móng tay. Trời ơi. Đất ô tô nẹp em một trà. Nẹp em. Rồi bây giờ cắn móng tay đó xong rồi cái chơi với chơi đồ chơi vậy. Nó bị nó móng tay mày bị xúc ra đó. Đó mẹ nó con chơi đồ đồ xong rồi cái con không chịu rửa tay. Rồi cái con cắn móng tay con bỏ vô con cắn. Cắn con ăn con cọp vậy nè. Rồi là nó vi khuẩn nó vô trong bụng. Bây giờ là bệnh. Yeah it is. Yeah, because I said because she bite her nails, she doesn't wash her hand after she touch everything, so she put the finger and she bite it, or the virus go into her body and this cause the sickness right now. It's true. Thấy chưa, chay mẹ nói đúng mà.
Nói bây giờ không được cắn móng tay nữa nghe chưa? Nghe không? Dạ mẹ đi, con thấy bệnh đâu có vui đâu. Bệnh là no fun. Đáng lẽ giờ này là mình hai mẹ con mình nhảy cà tưng. Yeah, JD, it's Saturday and you can't have no fun. Mà không, còn hồi sáng này con dậy con bệnh lần, cái là chút nữa con khỏe, cái giờ cái con bệnh nữa. Rồi nhưng mà nãy giờ con uống vô miếng thuốc là chút nữa, cái chừng nửa tiếng, tiếng đồng hồ sau là con khỏe hơn nha. Trời ơi, cái bụng nóng hổi, nóng rang à. Mà không có sốt, nóng thôi chứ không có sốt. Ôi, thương ghê luôn. Con có lạnh không? Hả? Bây giờ con muốn, bây giờ con sáng giờ chưa ăn gì. Gì Tiger nào? Tiger gì á? Oh, con Tiger. No, I got small tiger. Oh, đây nè, bên nè, uống giraffe vô nè, uống giraffe vô coi. No. Muốn uống giraffe hả? Uống sữa không? Giờ con ăn gì hả? Con muốn ăn gì mẹ mua nè. I want it too. Con muốn ăn gì? I want it. Muốn ăn gì? Muốn ăn cơm với trứng không? No, I want anything. Không muốn ăn gì à? Không muốn ăn gì cô chú ơi. Okay, time to nap then. Sao? Ok rồi, nằm đây. Trời ơi, ăn rút luôn, phút luôn lập. Đúng rồi, chung. À, không ăn rồi, ông ăn thôi, ok. Bệnh nó bệnh lên nhựa nó thôi, nội là bình thường đã nhõng nhẽo rồi, bệnh nó còn nhõng nhẽo gấp ngàn lần nữa. Bệnh là đây còn đại sư tỷ nhõng nhẽo nữa. Uống miếng sữa đi con, uống miếng giraffe đi con. Không muốn giraffe hả? Giraffe là cái sữa mà giống như sản dạng sữa insu mà cho dành cho con nít á. Giống như sữa hươu cao cổ vậy. No, don't talk. À, không nói chuyện. No, don't talk. Ok. Vậy chị nằm đây mẹ ôm con cho thôi nha. Ok, mẹ coi bàn tay cho cái bàn tay này, cái bàn tay. No. Đập nghe chay chay. Bệnh đàng hoàng nha, bệnh mà còn cà khịa nữa nha. Rồi, con lên gói nằm đi. À, lên gói nằm lại lên. Dạ, lên gói nằm đi, lên gói nằm. Chờ mà lại. Nằm sắp thấp xuống chứ nằm ai, nằm gói cao dữ vậy. Nằm sấp nữa nè. Mommy, daddy don't know how to show everything. Thôi mà sao ba mở cửa lạnh quá, mày đây đóng cửa lại nha. Dạ không. Chứ làm sao? I'm hot because I turn it and then I said I'm hot. Look at that, mom. À, ba mở cửa ra là tại vì con nói là con nóng quá hả? Cái gì vậy? Mom, gì vậy? That's an ant. Đâu? That's an animal, mom. Animal đâu? À, mấy con chim á mà. No, mom. I saw it into the mirror. Ôi, bữa nay là bị đau họng nè cô chú nè. Ê, xin lỗi. My nose is red. Sorry. Giờ đó, mẹ nghĩ là cái điều tốt nhất mà con nên làm là con nên ngủ thêm giấc nữa đi. Ngủ thêm chút xíu nữa nha. Giờ mẹ đóng cửa sổ lại cho đỡ lạnh nha. Dạ không. Sao vậy? À, con muốn mở hả? Thôi con đắp màn lại đi con, đắp màn lại cho nó ấm nha. That's refreshing. Oh, có gió vô là refreshing hả? Tươi mát hả? Trời, nó ưa nói cái chữ tươi mát lắm nha cô chú nha. Nó mà refreshing pura. Bệnh mà nó còn tào lao được, nó hay ghê á. Bữa nay là nó đau cổ nè cô chú nè. Rồi nó nóng trong người nữa nè. Nóng thôi chứ còn không có sốt. Chay đầy stop. Nó làm cái gì xong mà thỏa mãn đó là nó refreshing là tươi mát á. Ghê nó lắm á. Sao? Trốn rồi đó, giờ bệnh mà cũng còn trốn nữa. Hồi sáng này nè. Now you see me. Now you don't. Now you see me. Now you don't. No, mom, don't put it up. Ok, giờ tự làm đi. Rồi, mẹ thấy chay. Mẹ không thấy chay nữa. Mẹ thấy chay. Mẹ không thấy chay nữa. Sáng này nè, trời ơi, sao hồi thèn chi. Hồi tối này nó ngủ, nó cứ cà hẹ, cà khóc. Mà không biết nó bị cái gì. Cái sáng gì là thấy nghe cái cổ. Cái ấy là thấy là bệnh rồi. Sáng dậy giờ thiệt sớm khóc nhựa chứ thường thường là dậy vui lắm. Really cold. It made me sick when I was going outside. Ồ, vậy á hả? Con đi ra ngoài đường lạnh mà làm con bệnh á hả?
Mấy ngày nay đâu có lạnh đâu. Hả? Chắc tại vì do con yếu trong người đó, chứ mấy ngày nay đâu có lạnh đâu. Lạnh là mẹ cho con mặc áo vô tay dài vô rồi. Refreshing. Yeah, refreshing hả? Con nói đi, tươi mát. Nói tươi mát đi. Nói tươi mát đi. Ê, coi cái đầu có chí không? Bắt chí cái đầu có chí không? Ồ, cái đầu có kim tuyến cho này nè. Ồ, cái đầu có kim tuyến nè. Có kim. Kim tuyến. Đây mày chỉ cho kim tuyến nè. Nè, làm rút nè. Đầu có kim tuyến này nè. Kim tuyến rồi. Ôi, cái đầu dính bụi không? Đầu dính bụi. Don't you smell it? No. No. Không, bây giờ con cứ nằm đây nè. Bây giờ mày mở tivi cho con coi nha. Không. Chứ con muốn gì? Mommy, look, it's up there, you see? Thấy rồi, con chim, rồi. No, mom, look, see, it's a butterfly. Đâu? Oh. Tào lao. Did you see that black thing? Ừ, đúng rồi, cái con gì ta? Animals. Hả? Animal, đúng rồi, animal, nhưng mà nó gọi là insect. It's coming into our house. Đâu có đâu. It's in our house. Ooh, cái đó con rùi á, mà sao nó bay vô nhà được vậy? Nhà đóng cửa mà sao nó bay vô được hay à? Mommy. Con nói đi, con rùi. Con rùi, he go up this way, and then he go this way, George. Ừ, đúng rồi, nó bay qua bên kia, nó bay qua bên này, nó bay qua bên kia ha. No, it bay right here. Right here. Ôi, cái tay nó dẻ kìa, nó dẻ hết tay nó luôn kìa. Trời. I did it. I was hot, and then I just don't. And this is purple. I was hot. The sun set. The sun. No, I was hot. The sun set. The sun set blue. The sun set change colors. And then he changed the color to red. Trời đất ơi, coi hay ghê chưa? Nó nói là nó vẽ cái mặt trời sunset là mặt trời lặn hả? Sunset là mặt trời lặn ha, rồi mặt trời lặn 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 từ từ cái qua tới màu đỏ là lại đĩa bên đây. Trời được đây. Ôi sao mà nó sáng, nó sáng tộ dữ. À, hôm qua A Trì hỏi em là mẹ con tên gì, con nói mẹ con tên gì? Mommy, he already knew her name. No, A Trì nói với mẹ là hey, what's your name? Là A Trì hỏi mẹ tên gì? No, remember all the computer out. Nhưng and then said, JD, that's coming play with us. Đúng rồi. And then mommy, you stay home. Okay? Nhưng mà mẹ tên gì? Mũ Nhạc. Đúng rồi. You need this one. Nó giỏi rồi, còn ba tên gì? This one. Ba tên gì? This one. Trời, như cái giỏi chừng nào nó đập cho một đập bây giờ. Refreshing. Có gió vô hả? Gió vô là refreshing á hả? Nó càm, muốn nhắc cái càm đó thôi. Ôi hay ghê, sáng chế gì cái tay mà vẽ mà từ mà mặt trời lặn mà cái màu này, cái đó qua tới đây là mặt trời lặn luôn là màu đỏ. Mom, look, did you see that? Bây giờ nó bệnh mà nó muốn trổ tài nè cô chú ơi. Trời ơi, trổ tài dữ chưa cô chú? Trổ tài hay chưa? Nó cái nó coi. Ờ, đầu tiên là phải để tay vậy. Trời hay. Can you put the phone right there? Ok, rồi đi. Để điện thoại xuống chi vậy? Because I want you practice, okay? Ồ, cũng muốn mẹ làm nữa hả? Ok. Rồi, muốn mẹ làm nữa, rồi con làm trước đi, con chỉ mẹ đây. Ôi trời ơi, trời, hay gì? Giờ tới mẹ nha. Trời ơi, tôi đầu tóc tôi ấy rộn gàng, nó sẽ quần áo, giờ bắt tôi làm này. Làm lại. Ok. Lại mẹ mới coi được. Trời ơi, hay ghê. Rồi, coi mẹ đây nha. Con đứng đây. Ngồi đây. Con ngồi để con coi mẹ. Ngồi đây cho cô chú thấy con nè. Đó. Vậy cô chú chưa thấy. Ok, làm nha. Không biết làm. Mom, do it again. Ok. Do it again. Put your arm in the Ok. Nha. Mà tại sao con làm được mà mẹ làm được? I will do it. Ok, làm đi. Ôi trời ơi, hay ghê. Ok, làm. Lại, ok. Ok, làm đi. Ôi trời ơi, tao mẹ nha.
Được chưa? You did that wrong, Mom. Okay. That's a good job. Good job. Lấy ông mẹ cắt đây. You did the wrong thing. That's a good job. Good job rồi. Cảm ơn con. Bây giờ gì nữa? Nhưng mà bây giờ mạng mẹ bây giờ mẹ không biết làm vậy. Mẹ làm gì được không? Mình làm gì nè. No, take a dryer. Sao? Take a dryer with flipping. Mệt quá chị. Mệt quá, thở không nổi nữa. Ôi trời ơi, thầy gì? Thầy gì? Ôi nó bệnh mà nó không đỡ rồi này. Giờ con muốn ăn gì? À nằm xuống rồi. Giờ con cũng muốn ăn gì không? Chay đi học gymnastics của Chay đi. Con thăng bằng rất là giỏi. You forgot earlier. Mày phải cho con đi học gymnastics vì cơ tại vì con thích nhảy đúng không? Con thích lộn mèo, con thích đứng thăng bằng đúng không? Vậy phải cho con đi học gymnastics. Ok. Đứng lên. Đứng lên. No, PJ. Cái này. Mom, put your foot. No. JD, stop. Bây giờ cái điều con phải làm đó là con stress. Con giãn hai cái chân ra. Bây giờ quá già rồi sao giãn được nữa. Cứ giãn hai chân ra vậy nè. Giãn ra. Giãn. Đau không?